Kính thưa cùng quý vị, thật ra thì chúng tôi cũng đã tới chùa Viên Ý của thầy tại Padova, Ý Đại Lợi rồi. Thì quý vị biết là nguyên cái nước Ý nó có một ngôi chùa, đó là chùa Viên Ý. Nguyên cái chùa đó có một ông thầy mặc dậy. Tại vì nhân duyên là nước Ý đăng cai tổ chức khóa tu học giáo lý Phật Pháp ở Âu Châu kỳ thứ 16, thì thầy có mời chúng tôi qua phụ ở trong ban tổ chức, thì chúng tôi có qua đó phụ để làm việc. Có tới chùa thầy ở khoảng 2 tuần lễ mới biết được tất cả những cái khó khăn, mà nhìn nó thấy thê thảm lắm. Ở đây chùa có nghèo có khó cách mấy, mình thấy nó còn đỡ hơn cái chùa Việt Kiều đó. Nó y như cái lò gạch của bà Lý Thầm Phi vậy đó, nó sập nát hết. Nhưng mà sư phụ thấy thằng kêu thấy trồng cải chở qua Đức bán, thầy nói rồi Quách Hải Thọ Italy. Là thầy đó cũng gian nan lắm. Thì xin lỗi quý vị không có thời gian để mà nói nhiều về cái chuyện này. Chúng ta xin trở lại vấn đề, đó là công đức kiến tạo già lam. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích trước về cái chữ chùa để chúng ta hiểu. Hồi nào tới giờ chúng ta nghe tới chùa, nó đồng với nghĩa gì? Miễn phí, phải không? Bộ đồ tao đồ chùa hả mày, muốn lấy nhiêu mà lấy vậy? Quý vị biết đó, hôm Tết rồi đó, ở chùa thầy có để cái bàn vậy nè, rồi có để đĩa, mấy cái băng đĩa thuyết pháp đó, thì ở chùa không có bán, chỉ cho thôi. Thì cũng của Phật tử một số người cho, rồi mình gom làm để như vậy đó, có khoảng mấy ngàn cái đĩa, nhiều chủ đề. Thì có cái bát đó, bát đi vô cũng đầu với xứ dưới này đó. Không biết phải Sóc Trăng không phải, bát đó đâu ở với Trà Vinh vậy đó. Bà nói, ê tụi bay ơi, đĩa này chùa cho không này, vô lấy đi. Thầy thấy bà lấy thứ một cọc vậy đó, lấy phát sót ruột. Thầy đi tới liền, thầy hỏi bác, bác coi hết rồi mà bác lấy nhiều vậy? Một thứ bác lấy một đĩa thôi, để cho người khác lấy nữa. Bà nói, không trời, thầy biết không, ở dưới con là mua một cái 6-7 ngàn, không ở đây cho không à. Có thiệt thà vậy sao? Thì đấy, thì đúng là cho không, nhưng mà bác lấy một cái cho bác về bác coi thôi, bao nhiêu chủ đề, hai mươi mấy ba chục chủ đề vậy đó, mỗi chủ đề được 200 đĩa. Thầy nói bác lấy mỗi thứ một đĩa thôi. Bà nói không, con lấy cho xui da con, nó bán con rồi á, xui của xui con. Thầy nói bác lấy thêm đi nè. Thầy lấy mới ngắt ngang cọc lên thứ bao nhiêu cái. Bà nói lấy chi dữ vậy thầy? Thầy nói bà đem về bà cho hết cái thị trấn đó luôn. Có thiệt thà sao đâu. Thì quý vị thấy á, hãy mà dính tới chùa thì chúng ta đều hiểu tới cái nghĩa là miễn phí. Miễn phí đem về, miễn phí đem đi, nhưng mà cái miễn phí đem lại nó có không? Có. Thực ra mấy thầy mấy cô đây là làm ông từ ngồi giữ của cho quý vị thôi. Thực chất đó là như vậy á. Bởi quý vị đi tới chùa, quý vị đóng góp vô, quý vị cúng dường. Tuy rằng cái đó có gì không bác, ngồi tốt mà sao mà giành đài ha. Bác nói chuyện lớn quá. Còn chưa hay nữa, có hai người kìa, tâm sự loài chim biển kìa. Còn cười nữa, trời ơi. Để cho thầy nói, lát nữa thầy nói. Chứ mà giành nói làm sao thầy nói được. Quý vị biết á, khi mà chùa đó, bây giờ chúng ta định nghĩa cái chữ chùa có nghĩa là già lam, là thiền viện, là tịnh xá, là tịnh thất, tất cả những cái nơi mà chư tăng, chư ni và Phật tử tới để mà bái sám, để tu tập, thì cái chỗ đó đều gọi là chùa, hay đất đó gọi là đất thanh tịnh ha. Thì chúng ta quan niệm cái chùa đó đó giống như hồi nãy thầy anh Bảo thầy nói đó, tức là cái gì chúng ta không dùng nữa chúng ta bỏ con chùa. Thật sự cái này đúng á. Lúc mà chúng ta mới vô chùa cũng vậy, nhiều người cũng nghe chở hết ba cái ghế gãy chân, đồ này kia không xài, nó sắm đồ mới cái đó đem vô chùa. Ở lúc đó chúng ta mới vô chùa còn nhỏ thôi, mười mấy tuổi thôi, mà thấy cái đó dị ứng lắm, chúng ta hỏi làm sao mà đem cái này vô chùa. Thì cái bác đó bắt nói, trời đất ơi, thì giờ tôi không xài, tôi đem vô chùa có xài gì thì xài. Thế nói sao ở nhà bà không xài mà bà còn đem vô chùa bà xài? Bà đã không xài được mà bà đem vô chùa là chùa xài làm sao? Bà đem về giùm cái coi chùa đâu phải cái đống rác đâu, bà muốn tới đây bà bỏ. Cái bà chống nạnh là bà nói, trời đất quỷ thần ơi, ông mới cạo đầu cái rột mà ông làm gì, ông sửa mua mắng tôi vậy? Quá là dữ.
Quý vị coi mình bức xúc dễ sợ, trong khi mình thấy có những Phật tử nghèo, vô cùng là nghèo. Một ngày tới cúng 5 miếng đậu hũ, tới cúng một bó rau. 5 miếng đậu hũ đó nó lớn dữ lắm so với cái thu nhập của họ. Một bó rau đó nó lớn vô cùng so với tài sản của họ. Và này họ chở tới toàn là đồ phế liệu không à. Thì cái chỗ của mình giống chỗ thu mua phế liệu rồi, chỗ ve chai nhôm nhựa rồi. Cái gì không xài cũng đem tới, rổ quý vị biết rổ lũng cũng đem tới. Mấy cái rổ đó nó bị cái thúng bị chuột cắn cũng đem tới. Chúng tôi bực quá chúng tôi dẹp ra bỏ ra ngoài cổng chùa. Cái chiều tối cái mấy bác đó vô tụng kinh á, ủa cái này sáng tôi đem vô chùa dài đem ra vậy. Thầy đứng đó thầy nói tôi đó. Thầy lúc đó mình mới vô chùa mà. Nhưng mà mấy bác đó là dữ lắm, không có hiền làm giống như mấy bác ở đây đâu. Vô chùa là quăng. Trời ơi vô chùa làm gì mà nghe gián nhận bu từ trên tới dưới dơ hầy. Thầy nói chứ bà làm gì bà vô chùa bà không lao. Bà nói tôi vô chùa tôi tụng kinh tôi lại Phật chứ tôi không đâu, tôi vô lao. Nói ở tôi xuất gia tôi vô đây tôi cũng tu mà, chứ tôi đâu phải vô đây tôi làm mọi đâu. Hồi đó thầy vua cãi lộn mà. Bà nói vậy sao ông ở nhà đi, ông vô đây làm chi. Thầy nói khỏi biểu. Cái chuyện đó là chuyện tôi tự biết tôi ở nhà tôi làm gì, nhưng mà tôi vô chùa để tôi tu. Chứ còn lao chùa thì cái nọ cái chuyện đó là làm là làm, đây là làm chung ai cũng làm hết. Đây là ngôi tam bảo mà, của chung mà, tam bảo Như Lai, phước ai nấy hưởng. Hãy bà lao chùa thì bà được cái công đức lao chùa sạch sẽ, đời sau bà có những cái nơi mát mẻ. Nếu bà lao tượng Phật sơn phết tượng Phật thì đời sau bà có thân tướng đoan nghiêm. Bà bớt nói một câu thì đời sau cái miệng bà có duyên ra, chứ các bạn nói quá đời sau bà hết răng hết rồi. Quý vị biết cái hồi nhỏ hiền lành lắm, nhưng mà vô chuộng thời gian cái nó giữ ra. Vậy chứ ngày nào cũng gây lộn với mấy bà tám đó hết mà không giữ sức được. Vô chùa cái dòm ngó mấy ông tiểu mấy ông điệu. Ủa chú Thuận, tôi mới đem nãy chú cúng ngày hôm qua nay đâu rồi. Quý vị nghe tự ái không, làm giống như mình vô chùa để mình ăn chuối. Quý vị thử nghĩ coi có sân si không. Chúng tôi mới hỏi bà nói gì. Bà nói cái nãy chuối tôi mới đem cho tôi cúng ngày hôm qua để đây giờ đâu mất rồi. Chúng tôi mới hỏi cho bà nghĩ sao bà hỏi cái nãy chuối vậy. Tôi xuất gia để tôi ăn cắp cái nãy chuối của bà tôi ăn hả. Trời đất ơi, bà cúng chuối cho Phật, bà khấn Phật, bà lễ Phật với tâm thành kính ngay nơi đó, phước đức của bà tròn đầy rồi. Còn cái chuyện còn lại thì trong chùa người ta giải quyết. Chứ mắc mới gì bà đề án tử cho tôi vậy. Quý vị nghĩ phải không? Có nãy chuối rồi bà điểm mặt mình, quý vị tự ái không? Vậy mà lôi lên tới hòa thượng trụ trì đó. Chúng tôi nói con đi tu không phải vì cái nãy chuối. Còn bà vì cái nãy chuối thì bà ở nhà đi, mỗi ngày tôi gửi về cho bà nãy chuối. Xin lỗi chùa này chuối nhiều lắm, bà muốn ăn không? Không lẽ tôi vô đây tôi giữ cái nãy chuối cho bà. Quý vị con ngày nào cũng sân si kiểu đó tu làm sao được. Để nói quý vị biết, cái bối cảnh của 20 năm trước đó, cái xã hội nó còn khó khăn, kinh tế nó còn eo hẹp. Cho nên cái phát tâm của Phật tử đó nó lớn lắm. Nhưng mà vì cái vật chất nó lớn như vậy, trong cái hoàn cảnh mình có, mà cái tâm của mình chưa vượt ra khỏi cái vật chất đó, không bao giờ có công đức. Chỉ cần chúng ta tới chùa, chúng ta đem những cái gì tới mình đang có đó mà bằng cả lòng thành đó, cái đó là nó mới quý khi mình tới chùa. Cho nên có một lần chúng tôi đi về quê, về Vĩnh Long đó, chúng tôi thấy sáng tới chùa thầy đó, bạn học chúng tôi, thầy Phước Tiến á, à, lúc thầy mới ra trường xong thầy trụ trì chùa Kỳ Viên ở Vĩnh Long gần trại giam đó, thì năm sau chúng tôi có nhân viên đi xuống đó thăm thầy, ngủ đó đêm sáng chúng tôi thấy vui ghê. Sáng Phật tử nói thầy ơi con có trái bầu, cái tự nhiên cái sách trái bầu vô cho. À, con bó rau, cái sách bó rau vô cho, mà mình thấy nó quý làm sao đâu. Bằng cả cái lòng thành mình, trái mướp, củ khoai, nhưng mà nó mang cái tính chất xây dựng cho một cái ngôi chùa trên cái cuộc sống này, để chúng ta tới chùa chúng ta thấy an lạc. Chứ không phải tới chùa để dòm ngó. Trời ơi, đi tới chùa tụng kinh niệm Phật mà giống y như mấy bà má chồng mà đi tới thăm con dâu vậy. Chứ tới cái dòm thầy hỏi dòm gì ạ? Bây giờ thành giảng sư rồi, sang trọng rồi, mang dép da không à. Quý vị coi thầy mang đôi dép da cũng bị bà mắng chửi nữa. Thầy mới hỏi chứ thầy ta cho cái gì tôi mang cái nấy chứ.